tắt cây mưa này là hai đứa bệnh cả tuần luôn đó. Mình đang ráng chạy nè. Mấy bạn kiến này bị mắc kẹt hả? Bạn làm gì vậy Đốm? Làm gì còn thời gian mà lo cho bầy kiến nhỏ xíu? Còn chứ, vì nếu bầy kiến bị mắc kẹt trong cơn mưa này sẽ chết mất. Mình phải giúp bạn ấy chứ. Xì, kệ bạn, mình chạy về trước đây. Chúc bạn mắc mưa vui vẻ. Đó, mấy bạn chú tạm trong cái lều này nha. Sắp tới mưa lớn lắm đó. Mình đi trước nha. Khăn giấy nè Đốm, bạn bệnh nặng quá chừng luôn. Chắc là hôm qua ham tắm mưa chứ gì. Cả lớp trật tự, cô có thông báo nè. Quanh trường chúng ta mấy ngày nay có phát hiện một đối tượng khả nghi chuyên bắt cóc các học sinh. Các em đi học về nhớ đi theo nhóm, về ngay, không được la cà đó nha. Dạ. Bốn đứa mình đi chung như vậy chắc không sao đâu ha. Ý, có cái kẹo sô-cô-la ai làm rớt nè. Xí, lụm nha. Ê, đừng có lụm. Hôm nay thu hoạch được một mẻ lớn, hên quá sao. Tụi mình bị bắt cả đám rồi. Im lặng, không ta tét đích từng đứa bây giờ. Đợi xíu, ta gọi xe tới, rồi mấy đứa bay sẽ được chui vô lòng kêu la thoải mái. Mình không muốn bị nhốt vô lòng đâu. Alo, bắt được rồi, mau cho xe tới đây. Cọng dây này chắc quá à. Bọn mình tiêu rồi. Các bạn đừng có lỡ, tụi mình sẽ cứu các bạn. Cảm ơn các bạn đã giúp mình. Thì bạn đã giúp mình chứ, bạn quên rồi sao? Giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện nên làm mà. Đây chính là sức mạnh của lòng tốt đó. Mình hiểu rồi. Thì ra mình đã thật ích kỷ. Không sao đâu, bạn biết khuyết điểm và cải thiện là được rồi. Sau khi đứt dây, các bạn nhớ chạy thật nhanh về phía người lớn tri hô lên nha. Ai cho chúng mày chạy? Ai ai à, ui, à, ai ai à, kiến ở đâu mà cắn tao quá vậy? Làm điều xấu nè, làm điều xấu nè.